Xin chào bố mẹ và các con. Hôm nay cô sẽ giới thiệu tới bố mẹ và các con một dạng bài toán tiếp theo. Đó chính là dạng bài toán tìm số tự nhiên. Vậy để tìm được số tự nhiên thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô và các con sẽ cùng đi tìm ví dụ thứ nhất nhé. Cô có câu hỏi sau. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của các chữ số đó bằng 10 là số nào? Vậy, số có hai chữ số sẽ có dạng là A, B. Trong đó, A là chữ số hàng chục và A khác không. B là chữ số hàng đơn vị. Như vậy, các cặp số có tổng bằng 10 đó chính là 1 và 9, 2 và 8, 3 và 7, 4 và 6 và cặp cuối cùng đó chính là 5 và 5. Như vậy, để AB là số lớn nhất thì A phải là 9. Vậy theo cặp số mà chúng ta vừa cho ở trên thì đương nhiên B sẽ phải là 1. Vậy số cần tìm là 91. Ví dụ số 2. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu của các chữ số bằng 2 là số nào? Số có hai chữ số sẽ có dạng A, B. Trong đó, A là chữ số hàng chục, A khác không, B là chữ số hàng đơn vị. Như vậy, các cặp số có hiệu bằng 2 đó chính là các cặp số 1 và 3, 2 và 4, 3 và 5, 4 và 6, 5 và 7, 6 và 8, và 7 và 9. Để AB là số bé nhất thì A phải là 1 và B sẽ phải là 3 theo cặp số mà chúng ta đã tìm ra ở trên. Vậy số cần tìm ở đây là 13. Các em có thấy dễ không? Rất đơn giản đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi một ví dụ tiếp theo. Ví dụ này có vẻ phức tạp hơn một chút. Đó là hãy tìm số lẻ lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 10 là số nào? Số có 3 chữ số sẽ có dạng A, B, C. Trong đó A là chữ số hàng trăm, A khác không. B là chữ số hàng chục và C là chữ số hàng đơn vị. A, B, C khác nhau và A cộng B cộng C phải bằng 10 theo như đề bài đã cho. Như vậy, số lớn nhất nên A sẽ phải là 9 và tổng của hai chữ số còn lại B cộng C sẽ phải bằng 1 để 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy, B và C chỉ có thể là 0 và 1. Vì là số lẻ nên C phải là 1 và B phải là 0. Như vậy, số phải tìm là 901. Ví dụ tiếp theo, số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau, có tổng các chữ số bằng 15 là số nào? Số có 3 chữ số có dạng A, B, C. Trong đó, A là chữ số hàng trăm, A khác không, B là chữ số hàng chục và C là chữ số hàng đơn vị. A, B, C khác nhau và A cộng B cộng C phải bằng 15, giống như đề bài đã cho. Số bé nhất nên A phải bằng 1. Hai chữ số còn lại B cộng C phải bằng 11. Bằng 14, chúng ta sẽ có các cặp như sau: 5 và 9, 6 và 8 và 7 và 7. Vậy B và C chỉ có thể là, vì nó là số chẵn bé nhất nên C phải là 8 và B phải là 6. Vậy số phải tìm là 168. Số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 16 là số nào? Số có hai chữ số sẽ có dạng A, B. Trong đó A là chữ số hàng chục,
A khác 0. B là chữ số hàng đơn vị. A, B khác nhau và A cộng B phải bằng 16. Vậy thì số lớn nhất nên A sẽ phải là 9. Vì là số lẻ lớn nhất nên B sẽ phải là 7. Như vậy số phải tìm là 97. Số chẵn bé nhất có hai chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 5 là số nào? Số có hai chữ số sẽ có dạng A, B, trong đó A là chữ số hàng chục, A khác 0, B là chữ số hàng đơn vị. A và B khác nhau, A cộng B bằng 5. Số nhỏ nhất nên A sẽ bằng 1. Vì là số chẵn bé nhất nên B phải là 4. Vậy số phải tìm là 14. Như vậy, cô đã giới thiệu xong với các em bài tập về dạng toán tìm số tự nhiên.